Trấn Thành, Harry quên đi sự kiện vẫn tình cảm nhưng cộng đồng mạng lại để ý đến cái bụng của Trấn Thành hơn. Địa hình, địa hình chứ phải định hình. Em dịch lại quý vị, địa hình. Không phải định hình nha, địa hình ạ. Lê Bống nói chuyện với Jenny Huỳnh như sợ không hiểu tiếng Việt. Thiên Ân bị cảm nhưng vẫn sinh hết phần thiên hạ. Tại họp báo ra công bố chương trình thực tế mới là Hành Trình Kỳ Thú, đã quy tụ rất nhiều nghệ sĩ cũng như các hot tiktoker. Trong đó vợ chồng Trấn Thành Harry luôn tình cảm hết đất khiến dân tình thi nhau ăn cẩu lương online vì quá ngọt ngào. Spotlight không phải đoạn tình cảm ngọt ngào này mà là chiếc bụng hơi lớn của Trấn Thành. Chứ biết là có dụng ý nào cho phim mới hay không, như có vẻ như Harry luôn chăm sóc kỹ đến nổi Trấn Thành bằng một cách nào đó luôn trông đầy đặn. Đúng là cách khiến người khác ngừng so sánh là làm cho người bên cạnh mình mập hơn. Ngoài ra, dân tình cũng chú ý đến diện mạo của Trấn Thành trông trẻ trung hơn khi không để râu. Bên dưới mỗi đoạn clip về sự kiện của Hành Trình Kỳ Thú, dân tình luôn để lại lời khen cho sự trẻ trung này của anh. Tại sự kiện này, Jenny Huỳnh cũng là một trong những nhân vật nhận về nhiều sự chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và dịu dàng. Lê Bống còn thậm chí còn nhận là fan của Jenny và rất thích cô bé, cả hai còn cùng nhau quay TikTok chung. Mới đầu Lê Bống còn hơi ngại vì sợ nói tiếng Việt Jenny Huỳnh sẽ không hiểu, bởi vì mỗi khi có người nói tiếng Việt với Jenny thì sẽ có một người đi cùng dịch sang tiếng Anh để Jenny hiểu rõ hơn. Tại sự kiện này, Thiên Ân cũng xuất hiện với cùng xinh đẹp tựa như nữ thần nhưng nàng hậu lại đang bị cảm. Mà đã đẹp rồi nên dù cho có đang bệnh đi chăng nữa cũng khó làm dân tình thoát ra khỏi sự u mê này. Ngoài ra, dân tình cũng chú ý thêm một chi tiết, đó có là sau quá nhiều phát ngôn khiến dân tình sang chấn tâm lý thì Ý Nhi đã không xuất hiện trong sự kiện lần này mà chỉ có Á hậu 1 và Á hậu 2 tham gia. Nhan sắc của hai cô nàng nhận về rất nhiều lời khen. Let's Fish Việt Nam, Hành Trình Kỳ Thú là show truyền hình thực tế made in Việt Nam kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam đi khắp châu Á. Với sự tham gia của người chơi đến từ 6 quốc gia sẽ là show thực tế Việt đầu tiên phát hành toàn châu Á. Đến với chương trình, các thí sinh sẽ được trải nghiệm du lịch tại những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của Việt Nam. Từ thủ đô Hà Nội lịch sử đến kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, từ thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt đến đảo Ngọc xinh đẹp Phú Quốc. Đáng chú ý, các thí sinh sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ gây cấn của chương trình, đồng thời sáng tạo các nội dung video ngắn nhằm thể hiện cá tính riêng của bản thân. Kết hợp với đó là quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam đến hàng trăm triệu người theo dõi trên các nền tảng xã hội. Cùng Gian tập hợp những thông tin mới nhất nhé! Bấm nút theo dõi kênh nhé!